cái này là cái mặt cũ của nó luôn ha. Đúng rồi, mặt zin luôn anh. Mặt zin luôn ha. Đúng rồi, zin 100% luôn. Cái đúng rồi, anh phải đổi bù. Dạ. Cái đó chế đạn vô thôi anh. Cặp zin chế đạn. Vậy vậy ha. Ờ, cái đúng này rồi. Là cái kết cấu cái cũ. Kết cấu của cái này là cái zin dặn hả gì anh? À, nó đóng bóp vô với dặn găng vô anh. Dặn vô. Cái này là IC90. Cái này là đùi chế dành cho khách hàng xài ăn nặng. Anh ở tới Cà Mau luôn hả? Em ở tới Cà Mau anh. Ồ, xa quá ha. Rồi, tới Cà Mau xa thì bán tranh giá đó đó. Lấy chú 1.8 thôi con. Rồi bỏ cái gọt xuống đây. Cái vỏ lớn hơn. Có bao lớn không con? Bao lớn, bỏ cho em. Bỏ chung một bao đi. Bây giờ là kiếm bao cho chú đi. 1.8 vô cho cô thừa tiền đi. Cái này là của C80, 90 xài chung. IC6 là khác nghe.